Kết quả kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Cuộc so găng đang dần đi đến hồi kết khi mà theo những kết quả mới nhất thì ứng cử viên Đảng Dân Chủ ông Joe Biden đã vươn lên dẫn trước tại các bang chiến địa cuối cùng. Tính đến trưa ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương, tại bang Nevada, ứng cử viên Joe Biden đã gia tăng cách biệt trước đương kim Tổng thống Donald Trump. Theo số liệu của NBC, với 92% số phiếu bầu được kiểm, ông Joe Biden giành được 49,8% số phiếu. Con số này với ông Donald Trump là 48,1%. Còn tại bang Georgia, tính đến tối ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương, ông Joe Biden cũng đã gia tăng khoảng cách về số lượng phiếu bầu so với Tổng thống Donald Trump. Theo số liệu của Fox News, tại thời điểm 99% số phiếu bầu được kiểm, ông Biden nhận được 49,42% số phiếu ủng hộ so với 49,34% dành cho đương kim Tổng thống Donald Trump. Như vậy, ông Biden đã dẫn trước Tổng thống Trump hơn 4.000 phiếu bầu, nới rộng khoảng cách so với gần 2.000 phiếu vào sáng cùng ngày và đảo ngược tình thế so với một ngày trước đó. Tại bang Arizona, những kết quả cập nhật từ hạt Maricopa cũng cho thấy ứng cử viên Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump gần 30.000 phiếu. Mặc dù Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ lô phiếu mới nhất mà hạt này vừa công bố, song kết quả không đủ để ông vượt qua đối thủ Joe Biden ở bang Arizona. Trong khi đó, theo kết quả bầu cử ở bang Pennsylvania, với 96% số phiếu bầu đã được kiểm, ông Joe Biden hiện dẫn trước 14.500 phiếu so với Tổng thống Donald Trump. Và nếu ông Joe Biden thắng tại bang này, thì vị cựu phó tổng thống sẽ giành được hơn 270 phiếu đại cử tri tối thiểu để có thể tuyên bố trở thành ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng. Sự chú ý lúc này đổ dồn về bang chiến trường Pennsylvania bởi nếu thắng ở bang này thì ông Joe Biden sẽ có đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng mà không cần quan tâm tới kết quả của các bang còn lại. Tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, những người ủng hộ ứng cử viên Joe Biden đã đổ ra đường để ăn mừng trước thông tin có lợi cho ông Biden. Tại bang này, từ chỗ bị ông Donald Trump dẫn trước suốt từ ngày đầu kiểm phiếu, ông Biden đã từng bước rút ngắn khoảng cách và từ đêm qua đã bắt đầu vượt lên dẫn trước ông Donald Trump. Tôi không ngạc nhiên nếu mọi phiếu được kiểm, Pennsylvania sẽ chuyển màu xanh. Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã kéo rất đông tới biểu tình trước trung tâm hội nghị Pennsylvania, nơi các phiếu bầu tại bang này đang được kiểm đếm. Họ cáo buộc rằng việc kiểm phiếu bầu qua thư có gian lận. Tôi rất buồn cho nước Mỹ, bởi đây không phải là một cuộc bầu cử công bằng. Bất cứ người Mỹ hay bất cứ ai có suy nghĩ đều sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong diễn biến mới nhất, Tòa án tối cao Mỹ đã ra lệnh cho Hội đồng bầu cử bang Pennsylvania tách riêng các lá phiếu bầu gửi qua đường bưu điện đến sau ngày bầu cử, đồng thời tiến hành kiểm riêng số phiếu trên với cuộc kiểm phiếu tổng thể của bang này. Lệnh trên do thẩm phán theo đường lối bảo thủ Samuel Alito ký đã đáp ứng một phần yêu cầu của Đảng Cộng Hòa trong một vụ kiện liên quan tới thời hạn nhận phiếu bầu qua đường bưu điện, trong đó có cả việc yêu cầu dừng kiểm phiếu đến muộn tại Pennsylvania.